lễ hội đền Hai Bà Trưng và những điều bạn chưa biết. Trong vô vàn những mốc lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, chiến thắng của Hai Bà Trưng vào năm 40 sau Công Nguyên luôn là dấu mốc gợi nhớ đậm nét nhất. Hình tượng hai liệt nữ Trưng Trắc và Trưng Nghị dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Đông Hán với khí thế dũng mãnh và tài thao lược của hai nữ tướng. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan ra các nơi và giành thắng lợi, nên độc lập khôi phục, chấm dứt 246 năm đô hộ lần thứ nhất của giặc phương Bắc. Để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của hai bà, nhân dân trong nước tôn kính lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở khắp mọi nơi. Trên khắp cả nước, bạn sẽ tìm thấy 103 nơi thờ Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh giỏi nằm rải rác trong 9 tỉnh, thành phố chỉ riêng huyện Mê Linh đã có đến 25 di tích tại 13 xã. Trong đó, đền Hai Bà Trưng ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh là có ý nghĩa quan trọng nhất, thờ tự hai vị anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nghị. Đền được lựa chọn làm nơi tổ chức lễ hội Hai Bà Trưng thường niên vì ở đây không chỉ là nơi ghi lại dấu ấn thiêng liêng về hai vị nữ anh hùng liệt nữ từ lúc thơ ấu, bình sinh, mà còn là nơi khắc ghi quá trình chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng oanh liệt của dân tộc thời đầu Công Nguyên. Đền thờ Hai Bà Trưng được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia năm 1980. Vậy kiến trúc của đền Hai Bà Trưng được xây dựng như thế nào mà được chọn làm nơi trang trọng tổ chức lễ hội thường niên? Đền Hai Bà Trưng thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh nằm trên một khu đất cao và rộng lớn, có thể nhìn ra bờ đê sông Hồng vô cùng bình yên và thanh tịnh. Đền có diện tích vừa, khoảng 129.824 m², với nhiều công trình kiến trúc bên trong có thể kể đến như cổng đền, nhà khách, nghi môn ngoại, nghi môn nội, các trống, gác chuông, nhà tả hữu mạc, đền thờ Hai Bà Trưng, hồ Mắt Voi, suối Vòi Voi, hồ Bán Nguyệt, hồ Tắm Voi, thành cổ Mê Linh, đền thờ thân phụ thân mẫu của hai bà, đền thờ thân phụ, thân mẫu của ông Thi Sách, đền thờ các nữ tướng triều Hai Bà Trưng, đền thờ các nam tướng triều Hai Bà Trưng, nhà bia lưu niệm hộp thư bí mật của đồng chí Trường Chinh. Đền có lối kiến trúc khá đặc biệt khi được xây dựng theo hình chữ tam, tức là ba đường thẳng nằm ngang song song với nhau, bao gồm tiền tế, trung tế, hậu cung, xung quanh là tường gạch, hai bên là tả mạc và hữu mạc. Đền đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, từ năm 1881 đến năm 1889, đền trùng tu lớn đổi hướng ban đầu như hướng ngày nay. Hiện nay, đền còn lưu giữ 23 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam. Sắc phong sớm nhất là từ đời vua Lê Hiển Tông năm Cảnh Hương 44, 1783 đến sắc phong cuối cùng là đời vua Khải Định năm thứ 9, 1924, bao gồm sắc phong, tôn hiệu cho hai bà và các sắc chỉ cho dân làng Hạ Lôi cùng các vùng lân cận giữ gìn, chăm sóc đền hai bà. Cũng vì có lối kiến trúc đặc biệt cũng như tọa lạc trên mảnh đất Mê Linh hào hùng nên đền Hai Bà Trưng được lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm và nhớ ơn hai bà hàng năm. Bạn có thể biết đến rất nhiều lễ hội Hà Nội nổi tiếng, có thể kể đến như hội Rong Sóc Sơn, Phù Đổng hay lễ hội đền Cổ Loa và cả đền Hai Bà Trưng nữa. Từ ngày 4 đến 10 tháng Giêng, không chỉ người dân ở huyện Mê Linh mà cả khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đều nô nức kéo về thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh để tham dự lễ hội đền Hai Bà Trưng Mê Linh nổi tiếng. Vào ngày 4 tháng Giêng, dân làng sẽ làm lễ mục dục để thay bao sái tượng vua bà. Sau đó ở làng Hạ Lôi sẽ tổ chức lễ tế ở đình làng cùng với thành hoàng làng là 4 vị tướng là Đô, Hồ, Bạch, Hạng đã phù thánh tản viên dựng lại nghiệp đế họ Hùng. Mùng 6 là chính hội, tức là ngày hai bà tế cờ khởi nghĩa. Ngày nay, lễ hội được tổ chức theo nghi thức nhà nước và truyền thống địa phương, vì thế du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu được thêm về văn hóa đặc sắc của huyện Mê Linh nói riêng và miền Bắc nói chung. Đặc biệt, cứ 5 năm một lần, vào dịp lễ hội mùng 6 tháng Giêng âm lịch, người dân huyện Mê Linh tổ chức rước kiệu hai bà. Khi bắt đầu lễ rước kiệu thì kiệu Trưng Trắc sẽ đi trước đến đường kéo quân, để về đình làng thì kiệu Trưng Trắc sẽ né sang một bên để kiệu Trưng Nghị đi trước. Đến cổng đình thì sẽ đảo lại để kiệu chị đi trước, kiệu em đi sau. Hai bên sẽ có người dân chào đón hai nữ vương tượng trưng vua từ kinh đô Mê Linh về thăm làng. Cuộc tế lễ trang trọng sẽ diễn ra tại đình làng Hạ Lôi vào sáng ngày mùng 6 tháng Giêng. Vào ngày chính hội, dân làng sẽ đưa tiễn hai bà về kinh đô lên đền. Thứ tự rước kiệu sẽ ngược lại sau ngày rước hai bà về đình làng. Đi hộ giá hai bà có các đội nghi chương, các điệu múa, đội múa lân trong dàn nhạc cung đình. Sau đó, từ mùng 7 đến mùng 10 tháng Giêng sẽ là lễ viếng lục bộ nữ tướng, cầu phúc, yến hạ, khao quân, tạ lễ. Không chỉ nhân dân Mê Linh mà còn rất nhiều khách thập phương về dự lễ hội và hái lộc cầu may. Các trò chơi dân gian như đánh đu, chọi gà, đấu vật hay cờ tướng cũng sẽ được tổ chức náo nhiệt trong tiếng trống rộn rã. Từ bao đời nay, đền thờ Hai Bà Trưng đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân Hạ Lôi và du khách thập phương.
Lễ hội đền Hai Bà Trưng Mê Linh được tổ chức thường niên nhằm giáo dục cũng như khuyến khích truyền thống yêu nước, nhằm góp phần nâng cao tinh thần và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Lễ hội cũng đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh truyền thống, một nét đẹp văn hóa của vùng đất Mê Linh đến với các tầng lớp nhân dân, đưa ra tầm quan trọng, giá trị lịch sử của di tích quốc gia đền Hai Bà Trưng, đưa nơi này trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Lễ hội mang một màu sắc vô cùng đặc biệt trong lòng người dân huyện Mê Linh, cũng như Hà Nội và các tỉnh thành lân cận và được lưu truyền nối tiếp từ đời này sang đời khác. Video của chúng tôi dừng lại ở đây nhé. Hãy để lại bình luận những ý kiến của các bạn phía dưới. Nếu thích chủ đề ngày hôm nay, hãy like và follow kênh để được tìm hiểu những thông tin thú vị khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.